trong thời gian vừa qua, những cái institution, đó là những cái nhà bán to lớn nền tảng tại nước Mỹ và trên toàn thế giới, đó là những thằng như là Chase, Citibank, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock và những công ty họ giữ cả ngàn tỷ đô la của những người giàu có, của những công ty giàu có. Những công ty này họ giữ rất là nhiều tiền và họ đang đợi cái signal của nước Mỹ legalize. Và ngoài vấn đề đó ra, các bạn thấy, các bạn còn nhớ hồi xưa không? Khi mà Tesla mua Bitcoin thì cái giá của Bitcoin nó như thế nào? Nó bay rất là kinh khủng đúng không anh chị? Cái đó là chỉ là một công ty Tesla đầu tư chỉ có bạc tỷ đô la vào trong Bitcoin mà thôi. Mà Bitcoin đã bay tới kinh khủng tới như vậy rồi. Huống chi sau này nếu giả sử nước Mỹ legalize crypto và sau đó những quốc gia khác legalize crypto, đó là những ai? Những công ty như là Apple, Amazon, Facebook, Google và thậm chí Twitter đã thấy được tiềm năng của crypto rồi.